Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại liên kết hóa học mà ngày mai chúng ta kiểm tra. Lấy ví dụ phân tử CO2. Biến phân tử CO2 thì chúng ta cần một carbon. Carbon ở nhóm 4 nên cần 4e. Carbon ở nhóm 4 nên xung quanh ngoài cùng của carbon sẽ là có 4e. Chúng ta biểu diễn 1, 2, 3, 4 cộng với oxy. Oxy ở nhóm 6e, do đó chúng ta biểu diễn 6 oxy xung quanh. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Nhớ nha, chúng ta biểu diễn đều và đẹp. Vậy chúng ta cần 2 oxy như vậy. Rồi, oxy 6e cần 2e, carbon 4e cần 4e. Vì vậy, nguyên tố nào cần nhiều e hơn thì sẽ là nguyên tố trung tâm. Do đó, carbon nó sẽ nằm chính giữa. Chúng ta để oxy ở hai bên. Carbon còn 4e nên đưa 4e ra ngoài. Mà đưa e thì chúng ta đưa sát vào phía oxy vì oxy có độ điện cao hơn. Rồi oxy cũng còn 2e nên đưa 2e ra bên trái. Đưa hai bên phải. Vậy oxy là 1 2 3 4 5 6 đủ cộng 2. 2e của carbon mới góp là đủ 8. Tương tự như vậy bên này cũng vậy. Thì công thức này người ta gọi là công thức electron. Và biểu diễn sang công thức cấu tạo là cứ một cặp e chúng ta biểu diễn bằng một gạch ngang. Vậy tương tự như vậy chúng ta sẽ có công thức cấu tạo của CO2 sẽ là CO2. Tôi nghĩ là khi mà ra đề kiểm tra thì giáo viên sẽ biệt ra rất là đơn giản cho chúng ta làm bài, chứ không phải là ra phức tạp đến mức mà chúng ta làm không nổi đâu. Rồi. Chúng ta biểu diễn những hợp chất của carbon. Ví dụ như là CS2 thì CS2 này cũng giống như CO2, cách biểu diễn của nó giống như CO2 là C S xung quanh cũng có 6e. 1 2 3 4 5 6 hai lưu hình. Vậy carbon cũng nằm chính giữa. Lưu hình thì nằm hai bên. Carbon cần 2e, đưa 2e ra ngoài. Lưu hình còn 2e, đưa 2e ngoài. Carbon còn 4e, đưa tiếp 2e bên trái, 2 bên phải. Vậy carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xung quanh carbon đủ. Lưu hình đủ 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 và xung quanh lưu hình cũng đủ 8. Và biểu diễn sang công thức cấu tạo sẽ là S carbon đôi S. Hợp chất đơn giản thứ tiếp theo đó là metan CH4. CH4 thì carbon cũng có 4e, chúng ta biểu diễn bằng 4 dấu chấm. Hydro có 1e, chúng ta cần 4 hydro. Vậy carbon là nguyên tố trung tâm vì carbon cần đến 4e. Do đó chúng ta để carbon. Sau đó chúng ta để 4 hydro xung quanh. 4 hydro xung quanh. Rồi, carbon cần 1e thì đưa 1e ra. Hydro cần 1e đưa 1e ra. Rồi, carbon cần 4e, mình đưa 4e của mình ra. Vậy xung quanh carbon lúc bây giờ đủ 8, hydro thì đủ 2, đạt cấu hình bền của khí hiếm heli. Vậy ta được cấu tạo là CH4. Hợp chất thứ tư, ví dụ như là C2H4. C2H4 thì carbon cũng tương tự như vậy, có 4e. Hydro có 1e, ta cần 2 carbon, cần 2 hydro. Vậy thì carbon cần 4e, do đó carbon phải nằm nguyên tố trung tâm.
và hai carbon nó sẽ nằm ở chính giữa luôn. C C 4 hydro, xin lỗi, 4 hydro. Và 4 hydro nó sẽ nằm ở 4 góc. Rồi. Hydro cộng 1E đưa 1E ra ngoài. Đây là E của hydro. Carbon cộng 4E. E thứ nhất của carbon đưa ra, E thứ hai của carbon đưa ra, E thứ ba carbon, E thứ tư của carbon. Tương tự bên này cũng vậy. Các E trong của carbon đưa ra và carbon đưa ra. Vậy thì ta thấy rằng là xung quanh một carbon là 1 2 3 4 5 6 7 8 đủ. 1 2 3 4 5 6 7 8 đủ. Vậy công thức cấu tạo của carbon lúc bây giờ sẽ là của CH4 tức là C C nối đôi. Công thức này người ta gọi là công thức electron, công thức này người ta gọi là công thức cấu tạo. Ta xét tiếp ví dụ như là 5C2H2 thì cũng tương tự như vậy. Carbon hydro, 2 hydro. Carbon sẽ nằm ở nguyên tử trung tâm C C, 2 hydro nằm ở hai bên. Cấu tạo này là cấu tạo phẳng. Carbon cộng 1E đưa 1E ra. Hydro cộng 1E đưa 1E ra. Hydro bên trái cũng đưa 1E ra. Carbon cộng 4E thì bên này có 1E rồi, do đó nó đưa 1E bên trái và đưa 3E về phía bên phải. Tương tự bên này cũng vậy, 3E về phía bên trái và 1E về phía bên phải. Để ta thấy rằng là xung quanh hydro là đang 2E, xung quanh carbon là 8E, carbon là 8E và hydro là 2. Nhớ là thầy chỉ khoanh cho các em thấy thôi, chứ không khi làm bài là không được khoanh giống thầy, vì người ta sẽ trừ điểm. Người ta cho sai luôn chứ trừ điểm dơ. Vậy cấu tạo sẽ là H gạch C, giữa C và C là nối gì? Nối 3 và H. Đó là C2H2. Ta lấy ví dụ tiếp tục CCl4 thì các em cũng làm giống như vậy thôi. Carbon xung quanh carbon có 4 chấm. Clo ở nhóm 7 1 2 3 4 5 6 7 và 4 clo. Carbon cần 4E nên carbon sẽ nằm ở vị trí trung tâm. Các clo sẽ xung quanh. Clo còn 1E nên đưa 1E ra. Lưu ý là cặp E trong dùng chung bị hút về phía clo vì clo có độ điện mạnh hơn. Đưa 1E ra. Carbon còn 4E nên cũng đưa 4E ra. Rồi chúng ta biểu diễn cho đủ clo nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tương tự như vậy. Cộng với E của carbon nó đủ 8. Xung quanh mỗi carbon đủ 8. Thì 8 người ta gọi là quy tắc, 8 là bát. Do đó người ta gọi là quy tắc bát tử. Từ đó công thức cấu tạo của nó là C xung quanh của carbon là 4 clo gắn vào. Đó. Ta qua những hợp chất thường gặp. Ví dụ như là 7 nước H2O. Giữa hydro và oxy cũng là liên kết cộng hóa trị. H2O, H2S là cách biểu diễn giống nhau. H2O, H2S biểu diễn giống nhau mà khả năng ra đề của những chất đơn giản thế này thì rất là cao. Do đó chúng ta cần phải ôn tập thật là kỹ. Tương tự như vậy thì hydro cần một hydro ở nhóm 1A chúng ta biểu diễn một dấu chấm. Lưu huỳnh ở nhóm oxy ở nhóm 6A thì xung quanh oxy sẽ có 6E cho nó biểu diễn bằng 6 dấu chấm. 2 hydro. Oxy là nguyên tố trung tâm, do đó oxy nằm chính giữa. Hydro biểu diễn ở hai bên. Hydro cần 1E đưa 1E ra. Xin lỗi, chúng ta đưa gần về phía oxy. Vậy thì cái này là
dùng bút xóa. Nhớ nha. Ta dùng bút xóa. Cặp E bị đưa về phía gần phía oxy vì vị oxy đồn điện cao hơn. Vậy đây là electron của hydro. Electron của hydro đưa ra. Vậy oxy cũng thiếu 2E, đưa một E bên trái, đưa một E bên phải cũng đủ 2E. Sau đó chúng ta biểu diễn cho đủ 6E của oxy. Vậy xung quanh oxy lúc bây giờ đang đủ mấy? Đủ 8, xung quanh hydro đủ 2, đủ 2. Vì vậy biểu diễn công thức cấu tạo. Và chú ý là công thức của này thì chúng ta biểu diễn là hơi gấp khúc, bởi vì cấu tạo của nó nước là ở dạng hình gấp khúc. Do đó khi biểu diễn sang cấu tạo chúng ta nhớ chúng ta biểu diễn ở dạng hình gấp khúc. Nếu như giáo viên nào người ta khó chịu thì người ta sẽ trừ điểm hoặc là người ta không chấm ở chỗ này. Chúng ta có thể thay oxy bằng lưu huỳnh giống nhau. Chúng ta sang một số công thức khác. Ví dụ như là NH3. Thì cũng giống như vậy, nitơ ở nhóm 5A nên xung quanh nitơ sẽ có 5E electron. 1, 2, 3, 4, rồi 5. Rồi, hydro 1E, 3. Nitơ còn 3E nên nó nằm ở nguyên tố trung tâm. Chúng ta để hydro vào phía 3 bên. Bên này cũng được, chỗ nào cũng được. Rồi, hydro còn 1E đưa 1E ra. Tất cả E trong của hydro đưa ra. Nitơ cũng còn 3E nên đưa 3E. Rồi chúng ta còn cặp E này chúng ta bê lại. Đó. Vậy ta được cấu tạo của N3 sẽ là nitơ. 3 cặp thì chúng ta sẽ biến bằng 3 dấu gạch. NH3. Nó là một số hợp chất cơ bản. Tiếp tục ví dụ như là nitơ, phân tử nitơ. Thì đây cũng liên kết cộng hóa trị đơn giản nhất. Thì nitơ ở nhóm 5, 1, 2, 3, 4, rồi 5. Tương tự như vậy, nitơ thứ hai cũng 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta cứ biểu diễn theo chiều kim đồng hồ. Rồi đúng một vòng là được. Vậy nitơ thứ nhất, nitơ thứ hai, cả hai đều cần 3E nên chúng ta đưa 3E ra. Vẫn còn một cặp. Chúng ta để bên này cũng được, để trên cũng được, không sao cả. Rồi cứ một cặp như vậy thì chúng ta biểu diễn bằng một dấu gạch. Vậy ta sẽ được phân tử nitơ. Thằng số 10, ví dụ như là những phân tử đơn giản như clo, thì clo ở nhóm 7, em coi nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, cứ như vậy mà làm. Clo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clo nhóm 7. Do đó chúng ta biểu diễn xung quanh clo 7E. Rồi sau đó chúng ta ghép lại. Clo còn 1E, đưa 1E ra bên trái. Để trên giữa, bởi vì không có nguyên tố nào có độn điện bằng nhau mà. Do đó chúng ta để trên giữa. Rồi clo thứ hai đưa 1E bên phải. Bên phải, bên trái. Rồi cuối cùng chúng ta biểu diễn lại. Đã đưa 1 rồi. Vậy 1, 2, 3, 4... gớm quá, ẩu nữa. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đủ. Vậy giữa hai từ clo còn một cặp E, ta biểu diễn CL. Hydro cũng vậy, H cũng vậy. 11, ví dụ như HCl, H1E. Clo ở nhóm 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ghép vào. Ta nhớ là clo có độ điện cao hơn. Do đó chúng ta nhớ là để E cầm chung này bị hút về phía nguyên tố điện mạnh hơn là clo. Rồi, đây của hydro. Vậy của clo cũng đưa 1E ra. Thiếu 1 cũng đưa 1E ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và ta được phân tử là H. CL. Đó là một vài hợp chất cơ bản. Nhiều lắm. Cơ bản.
theo quy tắc đó mà chúng ta làm. Bây giờ chúng ta đi một số hợp chất mà có hai ba nguyên tố, thì lấy ví dụ HClO, thì các bạn phải nhớ rằng là đây là một axit, mà axit thì bao giờ nó cũng có nhóm OH. Các bạn đừng nghĩ rằng là clo người ta đang viết chính giữa thì khi biểu diễn sang công thức cấu tạo chúng ta lại để nó chính giữa là không đúng. Chúng ta cứ làm bình thường, hydro 1 rồi clo 1 2 3 4 5 6 7, oxy 1 2 3 4 5 6. Vậy thì hydro cần 1E, clo cần 1E và oxy lại cần 2E. Vậy oxy là nguyên tố cần nhiều E hơn, do đó chúng ta để oxy là nguyên tố trung tâm. Vậy khi đó ta sẽ được là HOCl. Được chưa? Rồi, hydro cần 1E, đưa 1E ra. Clo cần 1E, cũng đưa 1E ra. Oxy cần 2E, đưa 1E, 2E. Rồi, còn 4E còn lại chúng ta chấm cho đủ. Rồi, clo cũng còn 3 cặp E còn lại chúng ta cũng chấm cho đủ. Vậy thì đây phân tử HCl. HOCl. Vậy rõ ràng là ta thấy rằng là không phải công thức cấu tạo của clo nằm giữa, mà chúng ta lại biểu diễn nó nằm giữa trong công thức cấu tạo là không đúng. Ta lấy ví dụ những hợp chất khác cũng có 3 nguyên tố. Ví dụ như H2CO3. Thì chúng ta cũng sẽ cần có 2 hydro, 1 carbon và 3 oxy. Rồi bây giờ chúng ta ở câu này thì thường thường khi mà thầy làm á, thầy sẽ viết công thức cấu tạo trước, sau đó thầy biểu diễn E sau thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ nhìn nè, H2CO3 thì 2 hydro có nghĩa là axit này là axit hai lần axit, cho đó chúng ta biểu diễn bên trái một chút xíu nè. HO cứ hai hydro axit hai hydro thì chúng ta biểu diễn là HO hai lần HO, trừ một số trường hợp đặc biệt quá đặc biệt thì chắc chắn là trong lớp 10 chúng ta chưa đụng tới. Vậy carbon chính giữa nè, được chưa? Vậy chúng ta kiểm tra nè, oxy ở nhóm 6 thiếu 2E nên xung quanh của nó sẽ hai liên kết. Tương tự cũng vậy, carbon ở nhóm 4 thiếu 4E, do đó xung quanh carbon phải có đủ 4 liên kết. Vậy 1, 2 rồi, vậy sẽ còn hai liên kết nữa mà chúng ta đang còn chưa biểu diễn oxy. Thì đây oxy. Đây là công thức cấu tạo của H2CO3. Thì công thức cấu tạo H2CO3 thì chúng ta từ công thức cấu tạo đó chúng ta biểu diễn sang công thức E thì nó sẽ dễ hơn, bố trí nó sẽ dễ dàng hơn và khó bị sai hơn. H O C O. Đó. Rồi chúng ta tương tự như vậy, hydro cộng 1E thì đưa 1E ra, oxy cần 2E, đưa 1E bên trái, đưa 1E qua bên phải. Tương tự như vậy, carbon cần 4E nên đưa 1E bên trái, đưa 1E bên ở trên dưới, bên này cũng vậy, 4. Đưa 2E bên trái, 2 bên phải. Thấy không nào? Đây của carbon nè. Oxy cần 2E, đưa 2E của mình ra. Rồi chúng ta biểu diễn cho đủ rằng oxy còn lại là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6,
7, 8. Đây, nếu như chúng ta mà hồi nãy mà chúng ta không biểu diễn công thức cấu tạo trước mà chúng ta biểu diễn công thức E trong trước thì nó rất là rối và chúng ta dễ bị sai. Bây giờ chúng ta biểu diễn sang công thức ion, liên kết ion. Đây là những hợp chất cộng hóa trị cơ bản mà đề thì phần này là phần lấy điểm, do đó chắc chắn người ta sẽ không ra khó, mà chúng ta chỉ ra người ta chỉ ra những cái hợp chất rất là cơ bản, thầy chưa đụng chạm gì tới liên kết cho nhọn cả. Liên kết cho nhọn thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Bây giờ tới liên kết ion. Liên kết ion, cách nhận diện liên kết ion giữa các ion đơn nguyên tử với nhau thì trong cấu tạo của nó chúng ta nhớ là phải hình thành là được hình thành giữa kim loại và phi kim. Thì chắc chắn người ta sẽ cho mình những hợp chất mà ion điển hình rồi. Thì lấy ví dụ số 1 NaCl. NaCl được tạo ra từ ion Na cộng và ion clo trừ. Bước đầu tiên chúng ta phải biểu diễn quá trình hình thành ion. Thì biểu diễn quá trình thành ion thì quá quá đơn giản cho mình rồi đúng không nào? Natri ở nhóm 1, hóa trị 1 nên natri sẽ hình thành ion dương bởi vì nó là kim loại nên là ion dương. Lấy số lớn trừ số nhỏ được bao nhiêu đặt bên số lớn. Vậy chúng ta lấy số 1 trừ cho số 0. Vậy tách 1e. Clo không qua clo trừ. Lấy không trừ cho trừ 1 được số 1. 1e vậy clo sẽ nhận 1e hình thành ion âm. Do đó đã móc một con ngoặc lại và khi đó ta lấy ion Na cộng ở trên cộng ion clo trừ ở dưới tạo ra phân tử NaCl. Thì biểu diễn như thế này người ta gọi là biểu diễn hình thành liên kết đối với những hợp chất ion. Ví dụ như là magie clorua, canxi clorua thì các em cái biểu diễn tương tự như vậy. Magie ở nhóm 2 nên magie nhường 2 electron ra để hình thành ion magie 2 cộng. Clo nhóm 1 cộng 1e để cho clo trừ. Vậy để hình thành magie clorua thì ta sẽ cần một ion Mg2 cộng cộng với hai ion clo trừ để tạo nên phân tử MgCl2. Biểu diễn ion thì nó sẽ dễ hơn là biểu diễn cộng hóa trị một chút. Thì lấy ví dụ 3 CaO canxi ở nhóm 2 CO sẽ nhường 2E hình thành C2 cộng. Oxy ở nhóm 6 cộng 2E hình thành O 2 trừ. Khi đó canxi 2 cộng kết hợp với O 2 trừ để tạo ra phân tử CaO. Các em có thể luyện tập ở chỗ này trong cái chương số trong cái quyển tập 3, tập tập 3 của thầy thì có rất nhiều công thức để chúng em có thể luyện luyện tập. Rồi, bây giờ chúng ta lại xét tới thêm một cái nữa đi, ví dụ như là Na2S. Thì tương tự như vậy, natri sẽ nhường 1E cho ra Na cộng cộng cho 1E. Lưu huỳnh cộng 2E cho S2 trừ. Khi đó để hình thành ion phân tử Na2S thì ta sẽ cần hai ion Na cộng kết hợp với S2 trừ để tạo nên phân tử Na2S. Bây giờ ta sẽ qua một kiểu liên kết nữa là liên kết cho nhận. Liên kết cho nhận. Cái này thì nó hơi phức tạp một chút nha. Ta xét phân tử đơn giản nhất chúng ta thường gặp đó là O3. O3.
Oxy ở nhóm 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xung quanh oxy có 6 E. Ta cần 3 oxy. Bây giờ oxy thứ nhất, oxy thứ hai, chúng ta biểu diễn trước hai oxy thôi. Oxy thứ nhất cần 2 E. Đưa 2 E ra bên ngoài. Oxy thứ hai cũng cần 2 E. Đưa 2 E ra bên ngoài. Vậy còn hai cặp E này chúng ta biểu diễn sang. Nếu như phân tử oxy thì bản thân thằng oxy nó đã bền rồi. Nhưng bây giờ muốn gắn với một nguyên tử oxy thứ ba. Oxy thứ ba thì lại thiếu 2E. Mà lại muốn hình thành kết hợp với hai thằng oxy ở trên. Bắt buộc oxy thứ ba này không cần phải đưa electron ra làm gì, mà oxy thứ ba này chỉ cần áp sát về phía oxy thứ hai, áp sát phía oxy thứ hai. Và cặp E trong này là cặp E dùng chung, nhưng cặp E này không phải là của oxy thứ ba, mà cặp E này là của oxy thứ hai. Chúng ta biểu diễn lại 3, 6 E trong còn lại của thằng oxy thứ ba. Để đánh dấu ít lại cho các em phân biệt đây là những electron của thằng oxy thứ ba. Rõ ràng oxy thứ ba này không cần góp E, nhưng nó vẫn bền, xung quanh nó vẫn bền. Xung quanh oxy thứ nhất là 8, xung quanh oxy thứ hai là 8, oxy thứ ba cũng là 8. Mà cái kiểu hình thành mà không cần góp chung electron như thế này thì người ta gọi là liên kết cho nhận. Và nguyên tử cho chính là oxy thứ hai. Do đó khi biểu diễn sang công thức cấu tạo, người ta đối với oxy hai đầu tiên bình thường, nhưng cái liên kết giữa oxy thứ hai và oxy thứ ba này, cặp E này không phải là cặp E mà được tạo ra bằng sự góp chung electron giữa oxy hai và oxy ba, mà cặp E này là do oxy thứ hai đưa ra để dính giữa. Do đó chúng ta biểu diễn bằng liên kết bằng một mũi tên từ nguyên tử cho sang nguyên tử nhận. Thì khi đó cái kiểu liên kết này gọi là liên kết cho nhận. Chúng ta biểu diễn sang một vài kiểu cho nhận cơ bản mà chúng ta thường gặp, cơ bản thôi. Ví dụ như SO2, S ở nhóm 6, oxy cũng ở nhóm 6, rồi ta còn hai thằng oxy. Bây giờ chúng ta biểu diễn nè, oxy thứ nhất và lưu hình. Oxy thứ nhất và lưu hình thì oxy thứ nhất cần 2E nên đưa 2E electron của mình ra. Lưu hình cũng tương tự như vậy, cần 2E cũng đưa 2E ra. Chúng ta biểu diễn hai cặp còn lại của oxy và hai cặp còn lại của lưu huỳnh. Rõ ràng thì nếu như mà nhìn như thế này, chúng ta thấy xung quanh mỗi oxy thì đủ 8, xung quanh lưu huỳnh đủ 8. Nhưng bây giờ bắt buộc phải hình thành một kiểu liên kết mới giữa lưu huỳnh và oxy. Thì oxy lưu huỳnh đã đủ 8 rồi, nhưng bây giờ oxy thứ hai oxy cần gắn vào thì lại xung quanh nó chỉ có 2E thôi. Do đó bắt buộc oxy thứ hai này nó phải áp sát về phía lưu huỳnh, không cần góp chung E electron, không cần góp E electron, mà nó vẫn đủ 8. Nó lấy nguyên cặp E trong của lưu huỳnh để sử dụng luôn. Vậy xung quanh thằng oxy thứ nhất cũng đủ 8, lưu huỳnh cũng đủ 8 và oxy thứ ba cũng đủ 8. Nhưng cặp E electron dùng chung giữa lưu huỳnh và oxy thứ ba thứ hai này không phải được hình thành do sự góp chung electron, mà nó được tạo ra do oxy, do lưu huỳnh đã đem một E, cặp E của mình đem ra để dùng chung. Do đó khi biểu diễn liên kết cho nhận giữa lưu huỳnh và oxy, chúng ta biểu diễn một mũi tên. 3. Vậy thì bây giờ SO3 cũng vậy thôi, không có gì cả. SO3 cũng vậy thôi.
Bây giờ nhìn nè, chúng ta biểu diễn một cách đơn giản hơn, dễ hiểu hơn là khi biểu diễn mấy cái thằng này á, thì về kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là chúng ta thường công thức cấu tạo trước và công thức electron sau thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ thế này, S nha, O nha, SO là hình thành nối đôi nha. Vậy thì lưu huỳnh ở nhóm 6 có 6 e thì cần 2 e. Hiện giờ xung quanh lưu huỳnh đã đủ 2 liên kết. Tương tự như vậy, oxy ở nhóm 6 có 6 e cần 2 e, nên xung quanh oxy bây giờ cũng đủ liên kết. Bây giờ bắt buộc phải hình thành thêm một liên kết mới giữa lưu huỳnh và hai nguyên tử oxy còn lại, thì bắt buộc phải hình thành liên kết cho nhận. Do đó khi biểu diễn công thức electron thì chúng ta cũng bình thường ghép ba thằng O O lại, chúng ta làm thằng đầu tiên cho nó đủ đi. Đủ đi rồi, cặp E đường chung này lúc giờ đem đi chính giữa đường chung rồi, oxy, những oxy mà ghép vào thì không còn phải đưa cặp E ra làm gì. Đây là liên kết trong phân tử SO3. Đây là một vài kiểu liên kết cho nhận mà chúng ta thường gặp, mà nếu có ra đề thì cũng cỡ này thôi, không phức tạp hơn. Tuy nhiên khi ra đề thì người ta sẽ muốn có một câu khó để dành cho những học sinh giỏi, thì khi đó người ta sẽ biểu diễn yêu cầu biểu diễn axit hoặc là muối. Đó. Khi yêu cầu biểu diễn axit hoặc muối thì nó trở nên phức tạp hơn. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn cho em một vài dạng muối. Ví dụ Na ClO muối natri hypochlorơ. Thì nhìn đây chúng ta thấy rằng là natri NaClO này nó được hình thành bởi một ion Na cộng và cả ion ClO trừ để tạo nên phân tử NaClO. Trong cái NaClO này, trong ClO này thì có hình thành liên kết cộng hóa trị. Do đó khi biểu diễn nó thì chúng ta chú ý ClO này nó được xuất phát từ axit HOCl mà chúng ta mới biểu diễn hồi nãy á. Được chưa? Và chúng ta sẽ bỏ thằng hydro đi. Bỏ hydro đi. Thì khi đó khi bỏ hydro đi thì cả cái gốc OCl này, bởi mình móc hydro mà, móc hydro thì sẽ hình thành nên ion âm. Khi đó chúng ta biểu diễn là ClO trừ, xin lỗi,